tại trường Đại học Đồng Nai, sáng qua, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Viện Khoa học An toàn Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại, lạm dụng và tai nạn thương tích cho học sinh năm 2019. Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức quy mô nhằm giúp cán bộ quản lý hiểu đúng cũng như là nắm vững các kỹ năng phòng chống những vấn nạn này để truyền đạt cho học sinh một cách hiệu quả nhất. Tham dự hội nghị có hơn 700 thầy cô giáo là cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Thực tế cho thấy công tác phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại, lạm dụng và tai nạn thương tích cho học sinh đã được các trường học quan tâm trong thời gian qua, song vẫn xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc. Nguyên nhân chủ yếu do công tác này chưa được thực hiện bài bản, cán bộ quản lý một số trường chưa thực sự coi trọng. Trong khi đó, nhu cầu an toàn là nhu cầu đầu tiên và thiết yếu cho sự phát triển của mỗi người, trong đó có các em học sinh. Theo các chuyên gia, các nguy cơ đe dọa an toàn thể chất của học sinh bao gồm bạo lực, bắt nạt học đường, bạo hành từ trong gia đình, xâm hại, lạm dụng tình dục, tai nạn thương tích. Đây đều là các vấn đề mà bất kỳ trường học nào cũng có thể gặp phải và rình rập đe dọa an toàn của học sinh. Chính vì vậy, việc hướng dẫn kỹ năng giúp học sinh phòng tránh những vấn đề này là rất quan trọng. Vai trò của người thầy người cô phải giúp cho các con có được những kỹ năng nhận diện. Trong những cái độ tuổi khác nhau thì các con có những cái nguy cơ khác nhau. Và những cái bạo lực hoặc là xâm hại nó có thể đến từ những cái hành vi như là ngôn ngữ, cử chỉ, lời nói hoặc thậm chí là ánh nhìn. Vì vậy, trẻ cần phải có những cái nguyên tắc hoặc là cái bộ quy tắc. Ví dụ như ở các nước phát triển thì họ có cái bộ quy tắc về cái quy tắc pen rule, quy tắc của nó, rồi quy tắc bàn tay giao tiếp. Giáo viên của mình là rất là mong được có những cái buổi tập huấn như thế này và có những cái tài liệu được cung cấp về cho giáo viên để từ đó giáo viên không chỉ là trang bị cho mình mà có thể là những cái tài liệu đó, những cái tư liệu đó có thể giúp ích được cho toàn thể các giáo viên. Không, mình ở đây là mình đi tập huấn chỉ là một cá nhân của mình thôi, nhưng mà mình muốn là được chia sẻ luôn cùng với tất cả các giáo viên trong trường học, trong đồng nghiệp của mình. Và những cái tư liệu đó sẽ giúp là trong cái buổi tập huấn giáo dục cho các em tại trường. Nhằm tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng văn hóa học đường. Trong thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã có sự chỉ đạo sát sao đến các phòng giáo dục, trường học trong việc tổ chức những hoạt động gắn với nội dung này. Hội nghị cũng nhằm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để không chỉ có các em học sinh mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng cần được nâng cao ý thức phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em, nhất là trong dịp hè này. Chỉ đạo sắp tới trong cái năm học thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức, đề nghị các cái trường học có tổ chức cái hội nghị đối với gia đình phụ huynh học sinh để làm sao có cái sự gắn kết cái phụ huynh học sinh với nhà trường. Bên cạnh đó thì cũng phối hợp với các cái cơ quan ban ngành địa phương, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân địa phương, công an địa phương trong cái việc phối hợp cái giáo dục trong nhà trường trên địa bàn. Theo kế hoạch, sau hội nghị, Phòng Giáo dục Đào tạo các địa phương sẽ phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, Viện Khoa học An toàn Việt Nam tiếp tục triển khai hội nghị cấp huyện nhằm triển khai các nội dung cũng như hướng dẫn kỹ năng thực hành phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại, lạm dụng và tai nạn thương tích cho học sinh đến 100% cán bộ quản lý, phụ huynh học sinh của tất cả các trường trên địa bàn. Qua đó tạo sự đồng thuận, gắn kết giữa nhà trường và gia đình trong việc quan tâm giáo dục, quản lý, chăm sóc, đảm bảo cho học sinh được sống trong môi trường gia đình, trường học an toàn.